lần đầu cho Hoàng Đức hay Quang Hải tiếp tục được vinh danh. Năm 2021, Quang Hải vẫn duy trì phong độ của trụ cột tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Hoàng Đức cũng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu quả bóng vàng. Tuyển Nam Việt Nam lần đầu giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup. Không có kết quả quá tốt, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn kịp giành chiến thắng trước Trung Quốc. Qua đó, tuyển Việt Nam trở thành đội Đông Nam Á có thành tích tốt nhất ở vòng loại cuối World Cup. Trong đó, Quang Hải và Hoàng Đức là hai nhân tố nổi bật. Điều đáng tiếc với tuyển Nam Việt Nam là họ không thể bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup. 2021 vẫn là năm thành công với bóng đá Việt Nam. Tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023. Trong khi đó, tuyển Phúc Sang Việt Nam vào đến vòng 16 đội World Cup lần thứ hai liên tiếp. Vì vậy, danh hiệu quả bóng vàng nữ và quả bóng vàng Phúc Sang cũng đáng được chờ đợi. So với các đối thủ cạnh tranh là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức nổi bật hơn hẳn. Hai cầu thủ này duy trì phong độ ấn tượng xuyên suốt năm 2021 từ vòng loại thứ hai, thứ ba World Cup 2022 cho đến AFF Cup 2020. Trong khi đó, ba cái tên còn lại có những thời điểm đánh mất phong độ. Ở AFF Cup 2020, giải đấu thất bại của tuyển Việt Nam, Hoàng Đức và Quang Hải đều chơi hay. Họ được nhiều chuyên gia trong nước như cựu tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Phan Anh Tú hay bình luận viên Quang Tùng đánh giá cao. Nhiều tờ báo trong khu vực cũng đánh giá Hoàng Đức và Quang Hải thuộc nhóm cầu thủ hay nhất giải. Như thường lệ, Quang Hải vẫn cực kỳ nguy hiểm khi được chơi gần vùng cấm đối phương. Anh luôn thể hiện được sự khéo léo, tinh quái khi có nhiều đường chuyền hay pha dứt điểm chất lượng. Trong khi đó, Hoàng Đức tiến bộ không ngừng dù chỉ mới có lần đá chính đầu tiên cho tuyển Việt Nam trong trận thắng 2-1 trước Malaysia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Sự trưởng thành của tiền vệ này có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hùng dũng vắng mặt vì chấn thương. Anh có thể chơi tốt với vai trò của tiền vệ tổ chức lùi sâu Deep Line Playmaker lẫn tiền vệ con thoi Box to Box. Về thống kê ở tuyển Việt Nam, Quang Hải và Hoàng Đức khá tương đồng nhau. Tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội có 3 bàn, 3 kiến tạo trong khi những con số này của Hoàng Đức là 1 và 4. Hoàng Đức có thêm điểm cộng là chơi tốt trong màu áo câu lạc bộ Việt theo. Anh giúp đội bóng này đứng thứ hai trước khi V-League 2021 bị hủy bỏ. Ở AFC Champions League, Hoàng Đức cũng tạo ấn tượng. Dự đoán của Dinh, Nguyễn Hoàng Đức giành quả bóng bàn nam, huỳnh như sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này. Cô ghi hai bàn thắng quan trọng vào lưới tuyển Myanmar vòng bảng ASEAN Cup nữ 2022 và Thái Lan. Vòng Playoff World Cup 2023, Góp công giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé đến Australia và New Zealand vào hè năm sau, tiền đạo 31 tuổi vẫn thể hiện mình là đầu tàu trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Mai Đức Chung và xứng đáng với tấm băng đội trưởng. Trước khi ASEAN Cup nữ 2022 khởi tranh, AFC đánh giá Huỳnh như là một trong những cầu thủ đáng xem nhất bảng C. Ở mùa giải 2021, Huỳnh như có phong độ cao. Cô cùng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh y hoàn tất cú đúc danh hiệu vô địch quốc gia và quốc quốc gia. Bên cạnh đó, Tiền đạo này cũng trở thành vua phá lưới của giải vô địch quốc gia với 7 pha lập công. Các ứng viên còn lại là Trần Thị Kim Thanh, Trương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Hải Yến Hà Nội. Họ đều chơi hay trên đất Ấn Độ và là trụ cột của tuyển nữ Việt Nam. Dự đoán của Dinh, Huỳnh như giành quả bóng vàng nữ. Không khó để chỉ ra ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này, đó là Hồ Văn Ý. Anh chơi ấn tượng ở vòng chung kết Phúc Sang World Cup 2021 tại Lithuania. Phạm Đức Hòa tuyển thủ Phúc San Việt Nam đánh giá Văn Ý xứng đáng giành quả bóng vàng Phúc San 2021. Không những là điểm tựa của tuyển Phúc San Việt Nam, Văn Ý còn chơi ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Cậu ấy cũng tạo ra chuỗi giữ sạch lưới rất dài, lên đến 12 trận. Đức Hòa chia sẻ với Dinh, châu đoàn Phát có thể giành quả bóng bạc Phúc San. Anh ghi bàn thắng quyết định vào lưới Lebanon ở vòng playoff, giúp tuyển Fuso Việt Nam dự World Cup lần thứ hai liên tiếp. Anh chơi hay trên đất Lít Lập công trong trận gặp Panama và CHS. Ở danh hiệu quả bóng đồng, Đình Hùng, Minh Trí và Văn Hiếu sẽ cạnh tranh với nhau. Họ đều chơi tốt và lập công ở Phúc Sang World Cup 2021. Xét về danh hiệu cấp câu lạc bộ, Minh Trí có lợi thế khi vô địch quốc gia cùng Thái Sơn Nam. Tuy nhiên, Đình Hùng và các đồng đội ở Sahako cũng đeo bám quyết liệt dù đội hình bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Trong khi đó, Văn Hiếu là một luồng gió mới của tuyển Việt Nam và có pha solo ấn tượng ở World Cup 2021. Dự đoán của Dinh, Hồ Văn Ý giành quả bóng vàng phút San.